Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe đang rất là hot trên thị trường Việt Nam quý vị bạn nhé. Tại sao tôi lại nói rất là hot? Tại vì ngay cái thời điểm lúc này là xăng dầu lên rất là cao, những chiếc xe ở cái phân khúc 2 chấm trở lên thì là mọi người sẽ sợ tốn xăng, còn những chiếc xe dưới 2 chấm, đặc biệt là chiếc xe này chỉ có 1.5 thôi quý vị bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 1.5 ạ. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 4.2 km rồi quý vị bạn nhé. Tại sao nó lại hot là hot như thế này quý bạn này? Ngay như hôm trước, nếu như quý vị các bạn mà theo dõi kênh của tôi thì quý vị các bạn cũng đã biết tôi vừa mua về được một chiếc xe sản xuất năm 2019. Chiếc xe đó là phiên bản Titanium màu trắng và biển tỉnh. Chiếc xe đấy là biển 36 quý vị bạn nhé. Chúng tôi vừa mua về được cái là khách đến mua luôn, chưa kịp rửa, chưa kịp đăng, chưa kịp quay gì cả. Thì ngay hôm sau thì tôi lại mua về được chiếc xe này phiên bản 2018. Và trong buổi chiều hôm nay là tôi vừa mới mua về thêm được một chiếc nữa là sản xuất năm 2019 nhé. Chiếc 2019 chúng tôi vừa mua về trong buổi chiều hôm nay thì là sáng mai tôi sẽ quay. Hôm nay tôi quay chiếc xe này là sản xuất năm 2018, mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 528 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium sản xuất năm 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe Ford EcoSport 2018 này quý vị và các bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài, chiếc xe rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Mặc dù chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp, cũng đã đánh bóng một chút rồi. Bên ngoài thì cũng đánh bóng một chút, bên trong là chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi quý vị và các bạn nhé. Cho nên rất là mới, rất là đẹp. Nhưng mà chiếc xe này thì chỉ có sơn lại là do xước sát thôi quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới đây quý vị bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị bạn cũng đã thấy được đây ạ. Chiếc xe rất là đẹp này, đẹp từ những cái cụm đèn pha rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Chưa có bị xước sát, chưa có bị nứt vỡ gì cả, rất là đẹp, rất là bóng này, rất là sáng này. Mặc dù là cái đèn này là chúng tôi cũng để nguyên, chưa có phải đánh bóng đâu ạ. Vì những chiếc xe đời cao 17, 18 trở lên này thì rất là mới, rất là đẹp rồi đấy. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm cũng còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Nhìn cái phần đầu, cái phần ca lăng đằng trước này thì Ford cũng đã trang bị cho chiếc EcoSport này là rất là nhiều những cái phần chrome ở lưới tản nhiệt quý vị bạn nhé. Cho nên là nhìn rất là sáng, rất là đẹp. Cái cụm đèn pha này, phía bên dưới đèn pha này là nó có cả đèn LED ban ngày quý vị bạn ạ. Nhưng mà nếu như bật đèn nổ máy lên thì đèn nó mới sáng. Còn bây giờ là chúng tôi đang không nổ máy cho nên là đèn nó không sáng ạ. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên trên cái gương chiếu hậu này quý vị bạn ạ. Đấy. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, đề nổ start top quý vị bạn nhé. Đấy, dàn lốp theo xe còn nguyên quý vị bạn nhé. Chiếc xe này là mới chạy 4.2 thôi cho nên dàn lốp theo xe còn nguyên, lớp sơ cua mới tinh quý vị các bạn ạ. Đấy, dàn lốp theo xe là còn nguyên đây ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên nhé. Dàn lốp này là sản xuất năm 2017 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2008 nhưng mà xe dàn lốp được sản xuất năm 2017 ạ. Nhìn về cái đằng sau thì quý vị các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đầy đủ các option, ví dụ như là cảm biến lùi, camera lùi này. Camera lùi này là chủ xe đã lắp thêm cái màn hình Android rồi quý vị bạn nhé. Đấy, phiên bản EcoSport này, Titanium này. Đấy. Cụm đèn sau
cũng rất là mới này. Cụm đèn sau rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Rất là bóng, rất là mới đấy ạ. Đây là cái cụm đèn sau này, đều rất là mới, rất là bóng luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất công bố đây quý vị các bạn ạ. Thời buổi bây giờ xăng dầu nó rất là đắt, cho nên là những chiếc xe ở cái phân khúc chấm thấp, đặc biệt là dưới 2 chấm ấy, thì là rất nhiều người thích, chứ còn trên 2 chấm là mọi người mua là toàn phải cân nhắc vì là nhiên liệu nó đắt. Đấy, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đây quý vị bạn nhé. Chỉ 6,41 lít cho 100 km quãng đường ngoài đô thị đấy, tức là chạy ngoài đường trường đấy. Còn nếu như chạy trong khu đô thị thì lên đến 9,8, gần 10 lít thôi. Còn nếu như kết hợp tính trung bình khoảng 7,7 lít quý vị bạn ạ, cũng tiết kiệm đấy ạ. Với 70,7 lít này thì là tương đối là tiết kiệm rồi. Đấy. Xe cũng đã được trang bị là đèn phanh trên cao này. Lốp sơ cua được treo lưng quý vị các bạn nhá. Đấy. Đặc điểm của những chiếc xe EcoSport này là lốp treo lưng, là lốp sơ cua là treo lưng ạ. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe này, còn rất là đẹp luôn, rất là mới luôn quý vị các bạn nhá. La răng còn rất là mới này, chưa có xước xát gì cả này. Dàn lốp này là tôi để ý là date lốp là 2017 đây. Đấy, date lốp 2017 nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 nhưng với date lốp là 2017 quý bạn ạ. Những phụ tùng là thường là sản xuất trước khi sản xuất xe. Đấy, và đây khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm từ cánh cửa bên phụ cũng đã có bấm tay để mở cửa rồi. Gương chiếu hậu gương chiếu hậu này là không gập điện, tích hợp xi nhan trên gương quý vị bạn nhé. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương này. Từ la răng này, lốp này còn nguyên bản này, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa trước bên lái. Đây là cái cánh cửa trước bên lái quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ chúng tôi cam kết là còn nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản này. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là những phần ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên, chưa có một con ốc nào tháo ạ. Táp bi cửa này rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ những cái bậc cửa này chúng ta bước vào là chúng ta nhìn thấy rất là mới, rất là đẹp này. Nội thất ghế da nguyên bản theo xe nhá, rất là mới này. Đấy, chúng ta nhìn từ cái ghế này còn mới và còn nguyên bản này. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới này. Cửa nóc này, cửa nóc chủ xe còn chưa dùng đến này, tức là chưa bóc ni lông, cái cửa nóc này chưa bóc ni lông quý vị các bạn ạ. Đấy. Trần này rất là sạch, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Vô lăng cần số đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa sau này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa sau cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, ốc à đây, xin lỗi quý vị bạn, đây là keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn nhá. Ốc bản lề cũng còn nguyên này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn ạ. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết này. Nhìn từ những cái phần gầm ghế này, những cái phần ghế này cũng đều rất là mới nhá quý vị các bạn ạ. Rất là mới này, cho đến những cái ghế này rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Những cái ghế này là gần ít người ngồi cho nên nó còn rất là đẹp này. Những trần cũng rất là sạch sẽ này. Đấy, cửa nóc còn nguyên, chưa bóc ni lông. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô cũng như là về cái phần option bên trong quý vị các bạn nhé. Đấy, bấm tay để mở cửa đấy ạ, để nổ máy đấy ạ, start tốt đấy ạ. Tôi bật lên cho quý vị bạn cùng xem này. Đồng hồ công tơ mét đây quý vị bạn ạ, chiếc xe lăn bánh được 4.2 km quý vị bạn nhé. Chính xác là 4.2 km này. Vô lăng còn rất là mới, rất là đẹp này. Vô lăng rất là mới này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển rồi quý vị bạn ạ. Đấy, vô lăng đã tích hợp các phím điều khiển này. Cần số này, cần số cũng đều rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Tay phanh này đều rất là mới này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. À xin lỗi quý bạn, điều hòa tự động thôi chứ có một vùng nó không phải là hai vùng quý bạn ạ. Đấy, chủ xe đã lắp thêm màn hình Android. Camera lùi. Đấy, cái đầu CD nguyên bản của xe đây ạ. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ.
Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần cốp sau nhé. Cốp sau đây cũng có thể bấm để mở cửa này. Rất nhiều người hay bấm một cái thì nó đang xe đang mở thì lại thành khóa mà không mở được cốp đấy. Bấm vào trong này là mở cốp này. Đấy, mở cái cốp sau quý vị bạn nhé. Đây là cái cốp sau này, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ thì là cái cốp sau nó không có keo chỉ, cabo mấy cốp sau là không keo chỉ mà nó gập mép như này quý vị bạn này. Nên là nếu như làm lại là nhìn cái vết làm lại là cũng sẽ biết được ngay đấy. Riêng cốp sau mới lại cabo thì là những cái phần này nó không có keo chỉ, nhưng phần dưới này lại có keo chỉ quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên này. Ốc bản lề còn nguyên luôn quý vị bạn này. Đấy, ốc bản lề của cái cốp sau còn nguyên luôn và còn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Toàn bộ về cái phần nội thất này đều rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Camera lùi này, cảm biến lùi, chủ xe cũng đã lắp thêm camera lùi theo cái màn hình Android kia. Đấy, từ những cái chắn đồ này còn nguyên hết luôn quý bạn ạ, còn nguyên và còn rất là đẹp đấy ạ. Từ nội thất ghế này, hàng ghế cho đến những cái nỉ trần này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rồi đến những cái phần nỉ ở cốp sau này, gần như là chủ xe này cũng không hay để đồ mấy, cho nên là cái cốp sau nó mới mới như này quý vị bạn ạ. Và lật cái phần bên dưới này lên là đây là cái bộ đồ nghề đấy ạ. Kích này, đồ nghề này đều nằm ở phía dưới này quý vị bạn ạ. Còn rất là mới luôn nhá. Đấy, những cái kích này, đồ nghề này còn nguyên hết đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ ra cho quý vị bạn cùng xem này. Keo chỉ của cái cánh cửa phía sau bên phụ này cũng còn nguyên bản hết này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn này. Ốc bản lề còn nguyên hết này. Trần này, cửa nóc chưa bóc ni lông này, rất là mới, rất là đẹp này. Những cái hàng ghế này cũng rất là mới đây quý vị bạn nhé. Ghế sau này lại càng mới hơn này vì đằng sau này ít người ngồi. Đấy, chúng tôi vừa mới mua về là vẫn giấy tờ xe này, sổ bảo hành là chúng tôi vẫn còn đang để ở đây quý vị bạn nhé. Đấy, sổ bảo hành này, giấy tờ xe các thứ, toàn bộ giấy tờ xe đầy đủ nhé. Tôi là người mua trực tiếp và bán trực tiếp quý vị bạn ạ. Tôi không đi bán xe cho các salon khác, tôi mua trực tiếp và bán trực tiếp luôn. Làm việc trực tiếp với tôi là gần như là tôi không hay mua xe của salon khác về đâu ạ. Tôi mua của dân và bán trực tiếp cho người sử dụng luôn ạ. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ đây quý vị bạn nhé. Đấy, cũng được bấm tay để mở cửa. Đây là cái cánh cửa trước bên phụ này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Toàn bộ về cái keo chỉ của cái xe này là còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước này. Ốc bản lề cũng còn nguyên này. Đấy, ốc bản lề còn nguyên này. Ốc bản lề của cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên này. Cái chỗ này là do nó bị xước sơn đây quý vị bạn nhé, chứ không phải có vết tháo đâu. Vết tháo là nó sẽ ở trên này cơ. Đấy, cái này là do xước sơn thôi. Đấy, ốc bản lề này còn nguyên hết luôn. Đấy, và nội thất thì rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 4,2 vạn thì nó đẹp như này đấy quý vị bạn nhé. Nếu như chạy nhiều thì là nó sẽ không được đẹp như này nữa. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì cũng mời quý vị bạn xem qua về cái phần ốc cabo đã nào. Đây là cái phần ốc cabo đây quý vị bạn này. Ốc cabo còn nguyên chưa tháo nhé, chưa có một vết tháo này. Xong đến là cái phần keo chỉ thì thưa với quý vị và các bạn rằng là chiếc xe Ford EcoSport này thì là hãng không có cái phần keo chỉ này quý vị bạn ạ. Keo chỉ của cabo này không có mà nó chỉ là cái phần gập dập tôn này thôi nhé. Đấy, nguyên bản là như vậy đấy ạ. Cốp sau cũng dập tôn và cái cabo này cũng là dập tôn thôi ạ, dập mép đấy ạ. Đấy, nhưng nó còn nguyên bản thì quý vị bạn thấy đấy ạ, đều có những cái dập này nhá. Nếu như mà bị đâm đụng hay là va chạm, quý vị bạn xem về cái phần đầu này, quý vị bạn thấy được luôn là nó mất vết, nó sẽ có những cái vết đấy. Và cabo xịn có tem của nhà sản xuất này, tem đây là tem dập chìm nhá, và đây là tem giấy nhá. Đấy, nếu mà sơn lại có vết sơn là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay ạ. Đấy, còn nguyên bản đấy quý vị bạn nhé. Đây là cái phần cabo còn nguyên bản này. Ốc chân cabo cũng còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đây là cái ốc chân cabo này, còn nguyên bản hết này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây quý vị bạn xem về những cái phần xương tai này, xương tai này, rồi những cái phần đầu này đều còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ nguyên bản và cái phần máy móc này là còn nguyên bản hết này. Đấy, sau đó là chúng tôi sẽ mời quý vị bạn xem về cái phần động cơ.
phần động cơ này cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Từ những cái phần ốc chân máy này cho đến những cái phần mặt máy này còn nguyên bản ạ. Cái động cơ này thì là chúng tôi mua về là nó hơi bẩn một chút, cho nên chúng tôi đem đi dọn sạch sẽ đẹp đẽ rồi quý vị bạn ạ. Cho nên là nó rất mới, rất là đẹp đấy ạ. Quan điểm của chúng tôi là những chiếc xe nào mà nó sạch sẽ thì chúng tôi sẽ không dọn nữa. Thứ nhất là về tiết kiệm, thứ hai nữa là không nhất thiết phải dọn. Đấy. Còn nếu như nó bẩn là chúng tôi phải dọn. Đấy. Nếu như nó bẩn là chúng tôi phải dọn đi để thứ nhất là máy nó móc nó sẽ thoáng hơn, nó sẽ sạch sẽ hơn và nó sẽ nổ êm ái hơn vì nó sẽ tỏa nhiệt được nhanh hơn. Còn những chiếc xe mà động cơ nó bị bẩn nó sẽ tỏa nhiệt kém hơn thì nó hoạt động sẽ không bao giờ được mượt mà hơn quý vị các bạn ạ. Đấy, cho nên là chúng tôi đã dọn sạch sẽ đẹp đẽ được rồi. Đấy, đến đây là quý vị các bạn xem chiếc xe này thì chắc chắn là cũng sẽ ưng ngay thôi ạ. Vì sản xuất năm 2018 đã lăn bánh được 4,2 vạn rồi, còn rất là mới, rất là đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, phải nói là rất là tuyệt vời, một chiếc xe 2018. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium sản xuất năm 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 528 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm. Với thủ tục thì rất là đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.